Xin chào cô, các bạn, các anh chị. Mình tên là Ngô Xuân Bách, học học lớp 21 ở trường Tiểu học Lam Sơn. Sau đây mình xin giới thiệu một chương trình có tên là Dân chơi bằng máy tính, không chơi bằng điện thoại được người ơi. Để hôm sau con lập trình điện thoại nha mọi người. Rồi, mọi người thì có công chỉ dẫn mọi người ở đây là để danh ở đây. Mọi người cũng có quen cái này đúng lá cờ xanh. Theo và đang bấm vào lá cờ xanh hai lần mới chơi tiếp được mọi người ơi. Thì con có lập trình rất là dài, chỉ có con giúp con lập trình rất là dài nha. Cũng nhiều nhân vật lắm. Đang là phần con dê thì con nghĩ cây đang làm giống như thế này sẽ dễ hơn. À, trong bài của Xuân Bách thì con thấy có cái phần chức năng nào thì con thấy nổi bật nhất là Xuân Bách? Đầu tiên á là đầu tiên á là con không có để cái thức ăn nào mà con để mỗi cái là một cái bẫy hết. Giờ con giới thiệu cái phần lập trình cái bẫy đó đi. Đầu tiên là gai, là chỉ xuất hiện ở trong phòng chỉ xuất hiện ở trong mê cung một. Khi mình đụng vào gai chỉ thành phong là game vờ luôn. Tiếp theo là con dơi. Con dơi này là mình không phải là mình bị đụng nó á, là mình thua đâu. Mình mà đứng gần nó cũng sẽ bắt mình thôi. Như cô đây, tại con để cái trang phục nó giống vậy nè. Đây, phục nó có cái bìa màu trắng. Rồi Được để chưa? lập trình cho con dơi thì con sẽ lập trình sử dụng những câu lệnh nào ở sân bách? Con lập trình như thế nào? Thì con sử dụng câu lệnh khi bấm vào lá cờ xanh ẩn, khi nhận tin nhắn một ẩn, khi phòng này tiến hành màn hình như bấm vờ ẩn, tiếp khi phòng này tiến hành bắt lóc hai, nếu tình trạng error đã không hoàn thành sẽ cồn, khi phòng này chuyển thành bắt lóc hai hiện liên tục lướt trong một giây đến điểm xy 25 y 74, lướt trong một giây đến điểm x trừ 25 y trừ 121 còn hết.
Rồi Xuân Bách cho cô hỏi một chút, ở trong bài của con ấy cô thấy hình như là cái sản phẩm ở cái mê cung ba ấy có cái hình chìa khóa, cái chìa khóa đấy để làm gì ạ Xuân Bách? Cái đó là cái bảy lựa chọn á cô. Một là kim cương, hai là chọn chìa khóa, trúng kim cương là thua liền cô ơi, còn chìa khóa sẽ thắng. Rồi, cô cảm ơn bạn Xuân Bách. Các bạn khác chúng ta có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn Xuân Bách không? Nào, cô mời con nào. Bạn thích chuyển ổn cô, rất À, ổn hả? để bạn thuyết trình ổn. Còn gì nữa Ổn nhưng phải bất ổn. không? Rồi, cô cảm ơn bạn. Ổn Cảm ơn bạn. Rồi, các bạn khác thì sao? Chúng ta có xét về phần sản phẩm của bạn cũng như cái phần thuyết trình của bạn nữa không? nè, con giới thiệu với cô luôn là ở ngoài á, con cũng chia sẻ một vài là khi mình chơi trong một cái chương trình, đó chính là Hit Turbo Quá Again. Chương trình là thêm của cuốn rác thôi. Nè vô đây là mình sẽ còn nhiều chức năng hơn. Đầu tiên á, sẽ chạy nhanh hơn, Còn biết cả sử bật cái lệnh Interpolation. Đây nè coi nhìn nè, chạy à. nhanh lắm. Rồi, cảm ơn bạn Xuân Bách còn giới thiệu cả sang cái phần Google One nữa. Rồi, cô sẽ có một số nhận xét về cái phần thuyết trình cũng như là sản phẩm của bạn Xuân Mách nhé. Trước tiên thì đối với phần kiến thức của bạn thì đảm bảo được cái phần kiến thức cơ bản và có cái phần sáng tạo thêm, thứ nhất là có phần hướng dẫn này, đúng không? Có hướng dẫn sẽ chơi như thế nào. Và thứ hai, bạn sáng tạo thêm là cái phần mê cung thứ ba có cái chức năng của nhân vật chìa khóa và kim cương. Ở phần này thì chúng ta đều thấy là bạn chưa có cái phần ăn hoa quả, thì bạn ý ở phần sau bạn ấy có nói rồi con không sử dụng phần ăn hoa quả mà con sử dụng bẫy đó, thì phần này thì cô thấy là bạn ý cũng khá là sáng tạo. Con cũng có để nó ở trong CDO Còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì nói chung thì bạn Xuân Bách thuyết trình cũng, mặc dù chúng ta thấy cơ bản bạn ấy cũng thuyết trình nói cũng khá ổn, nhưng mà cô thấy vẫn cần luyện tập thêm. Thứ nhất là mình cần phải giới thiệu chi tiết được theo các bước cô thuyết trình nhé. Nói thì con nói to rõ ràng rồi, tự tin rồi, tuy nhiên là mình cần chú ý là giới thiệu theo các bước. Đặc biệt là ở cái bước 2 là khi mình mô tả cái chương trình ấy, thì chúng ta sẽ phải mô tả cái phần hoạt động của nó này. Và còn đối với cái phần chia sẻ thì con vẫn thiếu ở một chút, là ví dụ như là trong cái quá trình con làm bài con gặp khó khăn gì này, hoặc là cái ý tưởng phát triển như thế nào, thì phần này cô vẫn chưa thấy Xuân Bách nêu ra cái phần đó, thì con sẽ chú ý hơn ở các bước thuyết trình, thì những cái phần thuyết trình sau thì mình sẽ được tốt hơn nhé. Rồi, cô cảm ơn phần thuyết trình của